Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cả anh taxi à? Anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Em đang trạng thái, em up story, em bảo là nhớ Ricky OT đi. Nhà hàng chưa kịp đem ra món khai vị thì tin nhắn điện thoại kêu anh về nhà đi. Khi tiền chưa kịp tàn, đi vô cùng lũ bạn. Ngoài đường thì đông đúc, ô đường và thật gian nan. Anh sợ cái đèn đỏ, anh chờ cái đèn xanh. Em đợi anh về liền, không là đợi anh thành canh. Anh vô cùng ngã tư, ngã năm rồi ra anh ăn chơi anh bỏ qua cả thầy. Em quay đang lắm luôn, cứ ý đẹp là có quyền, nhưng mà chờ xíu đi, quyền phải là tới liền nè.